Quang Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh nha. Buổi sáng nay quý cô chú anh chị ơi, anh Ngọc vào rất là sớm luôn. Đó, nãy mình vô mình đứng ở ngoài áo mưa thì cỡ áo mưa ra thì thấy anh Ngọc ở trong đây rồi, mà sáng nay sao chờ ông đổ mưa dữ không biết nữa. Quý cô chú anh chị, đây thì mình cũng với anh em sẽ lau bàn. Ủa anh đốt nãy giờ không cháy luôn hả? Thôi đừng đốt nữa, để cho em đốt cho. Không phải là nếu mà nó cháy là nó cháy rồi, anh đốt mà nó cháy là nó tắt, nó cháy nó tắt là tức là nó có cái gì đó, hiểu không? Biết rồi, tức là nó cháy rồi nó tắt thì nó phải có cái vấn đề gì đó, mà anh cứ đốt hoài thì nó cũng tắt hoài thôi. Để em lại em coi cho. Đã nó tắt rồi mà anh cố anh đốt hoài thì nó cũng đâu quái. Cái gì? Cháy nhưng mà nó có tắt nữa. Một là anh dở lên trên cái ấy coi nó có ấy không. Anh tháo ra, thấm cháy rồi. Anh bẻ đi cái ngọn đi, bẻ cái ngọn đi, bẻ ngọn. Đang đi làm mình chứ không có tâm tích gì cơ. Quá à? Châu. Châu nào? Châu lớn ở chơi của năm. Nó bẻ cái ngọn đây. Bẻ rồi nó vừa lửa đi tắm cái kiến luôn. Nướng lâu rồi, anh nướng, anh học nướng đó luôn á. Nóng. Cái này sao ra nổi? Sao mình nữa à? Mua lại gì? Vô đây thấy là vậy khi đã hết rồi. Đó con lại nó này. Đốt thay dầu. Dầu mới nước thay. Anh nước anh ơi. Về đổ đi. Anh lấy ha. Anh lấy dầu khác. Nước hết trơn dầu còn chiến dầu ở dưới đáy nè. Cậu ơi, bởi vì sao cháy nữa. Giờ nó bị nước rồi cũng gì vậy. Bây giờ em lý giải cho anh đơn giản nha. Sớm là cái đèn nó tắt đúng không? Cái đèn nó tắt tất nhiên á là cái đèn nó bị nhiễu ngay cái tim, đúng không? Nó nhiễu ngay cái tim thì tất nhiên á là nó tắt, đúng không? Mình tắt thì nhiễu ngay cái tim. Nhưng mà lý do sao mình hướng cho cái đèn này, anh nói là hướng cho cái đèn này. Thì đó em nãy giờ em nói anh em nói đi nó lại hoài mà anh không hiểu, tức là cái nhiễu ngay tim là thì nó từ cái tim nước nó chảy xuống. Đã em cố tình em nhắc tới rất lâu hoài á cho hiểu mà. Chảy ngay tim xuống thì nó tắt thôi. Nó vô nước thôi nó được không? Châu ơi, để em thí nọ. Rồi anh dầu anh lợi sử này luôn đi để em cúng cái đã.
để anh xử đi. Ủa thằng giấy của mình có em đi không anh? Có. Trời có mà em đẩy mà. Còn tay không luôn á. Sao? Thấy nước à? Thấy nước à? Lại đi, cưng coi người vô hành đi. À, em đi làm vui vẻ nha. Có phóng ra được không hả? Tự thoát rồi này. Mình ở đây không thích bị kích ra, còn thích thì tự thoát vô ra. Bây giờ cái tay dính nước hồi nó cũng không cháy luôn. Thì ra có thể lắm nha. Cái tay dính nước bây giờ. Thằng giấy khô, cái ướt rồi còn ngoại hết luôn, muốn cái gì vậy? Có anh nào lạc ở đây em cắt chơi với tụi chơi đã được. Ở đây để em đi ra ngoài mưa ngoài, đi ra ngoài kia lấy ấy. Qua đây gái ha, biết gì vậy? Đó. Giờ mua tầm tã luôn quý vị ơi, tắt luôn rồi, không thể nào cháy hết á. Tại vì mình đi một vòng ha. Đó. Bây giờ là những cái ngọn đèn của mấy chú voi bây giờ cũng tắt luôn ha quý vị chúng chị. Đây, đây cũng vậy luôn ha, tắt hết luôn. Ở đây còn cái đèn này còn cháy nè. Ủa anh, đó có con cái mà người tắt hả? Đúng không? Con cái tắt hả? Đó, quý anh chị chỉ có con cái tắt thôi, còn như là ba cái đèn đều cháy, còn cháy ha. Đây cái gì nữa hả? Quý anh chị, đây cũng còn cháy luôn ha. Đó, sáng nay là trời mưa rồi chú ơi. Đó, trời mưa tầm tã luôn. Anh em thì có một số anh em thì cũng chưa có đến. Đó. Mộ thì không có lao được cho chú, thì đợi khi nào chưa sẽ chừng nào mà nắng lên sẽ lao ha chú. Alo. Dạ, đang con đo mộ của chú chị. Dạ dạ. Số điện thoại hả, là số ấy? Gì hả? Gì để đọc nhé. 092 1515. Đây tới hai số lận chị. Em có để số này là cái số em để trên màn hình, và cái số này là cái số em hay bắt máy, còn cái số này nó nằm bên cái điện thoại để quay á. Cái số em để trên màn hình á là em đang đọc cho chị á. Để trên màn hình á. Còn cái số này á, số này là tại vì em xài em mắc quay phim cho nên là em ít nghe. Dạ em đọc cho nè. 092 1515
110. Dạ dạ đúng rồi, cái số này tại vì em để cái điện thoại riêng ở ngoài để dành nghe Zalo với điện thoại. Dạ dạ số điện thoại của cô Năm á là em không biết chị ơi, nhưng mà có cái là để em hỏi mấy anh em cái, tại vì đó giờ em không có xin số điện thoại của bà. Dạ 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 để em hỏi em xin giùm cho, chứ hồi đó giờ em không có số của bả. Dạ 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 cũng như là chỉ là có số Zalo thôi, còn số điện thoại đặc biệt là không có luôn. Để xin số điện thoại lại cho chị ha, để dạ 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 vậy thế chạy để tí xíu em quay xong cái mình gọi lên nói chuyện sau được không chị nha. Dạ em đang đại vì đang quay thắp hương chứ. Cháy rồi cô chú ơi, quá mừng. Dạ rồi em bay chị ha. Chưa ấy nữa hả? Cháy rồi chứ. Cháy rồi hả? Tại vì cái tay anh ấy, anh có chùi khăn giấy chưa? Anh chùi khăn giấy đi. Quá mừng. Tại vì cái tay bị nước nãy giờ mà. Anh coi thấy không? Anh đổi dầu cái là tự nhiên nó cháy rồi đúng không? Nhưng mà cái là anh chưa có thay ấy, là chưa có chùi cái tim á. Anh đổi tim luôn rồi, tim dưới anh đổi lên luôn à. Tim dưới đổi lên luôn hả? Đi không có cái chuyện gì ơi. À, để gì mình thắp hương cái ha quý chú vậy, nãy giờ rồi vòng vòng chưa có thắp hương được nữa. À, quý vị. Này à, khán giả gọi cho Di Minh và hội thăm xin số tài khoản cũng như là số điện thoại để dễ liên lạc, gọi là gửi về cúng cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ha quý chú chị. Và đặc biệt là xin số điện thoại của cô Năm luôn. À, số điện thoại của Năm thì Di Minh không có, Di Minh có Zalo thôi chứ không có số điện thoại. Đó là cái nào Di Minh nói đâu ra đó quý anh chị. Chắc phải nhờ mấy anh em cho số điện thoại cho chị này. Và chị cũng rất là theo dõi là 24 trên 24 luôn á quý cô chú anh chị. Và cái vấn đề của cô Năm á thì dưới cái em ấy hôm qua đó, cho nên là chị mới là bức xúc, chị gọi chị khuyên cô Năm nên là mình từ từ đó, đừng có trúng kế trúng bẫy nó gài nó khích tướng gì đó, nó cũng như là nó làm cho bà bức xúc rồi cho bà nói này nói kia đó, cho cộng đồng mạng chửi bà. Nói chung là khán giả người ta khuyên bà cái gì cũng từ từ đó,
con Năm này thì Duy Minh bà con cũng biết rồi, cái tánh của cô hay bức xúc lắm, cho nên là hôm qua là Duy Minh với anh em là video đầu tiên bà con có bắt thấy không, là Duy Minh với anh em dặn là cô lên đây cô bức xúc thì bức xúc, nhưng mà cô đừng có la chửi gì hết đó. Cũng vậy thì video đầu thì mấy anh em căn dặn cô, nói cô muốn nói gì cô nói nghe, nhưng mà cô không được bức xúc hoặc là chửi gì đó á quý chú vậy. Nhưng mà đến khi mà anh em ra đây thì có gì đâu uống đâu đó. Hôm qua hồi sáng giờ có khán giả điện gọi xin số điện thoại với chị không, bức xúc quá nghe cũng vậy vậy má nó xúc nói là cũng như là khuyên cô Năm á là đừng có nóng, dễ bị thằng kia nó dài bẫy gì đó. Thì bởi vì thì cũng như là khán giả gọi mình thôi, nói với mình thôi. Gửi con ảnh giờ đi máy bay. Ờ. Nhưng mà anh Thành là ảnh nữa mai anh không còn rồi, học nhang nữa. Mà anh là học lai. Học lai. Lai. Anh em nhậu anh em chờ nè. À, một chút nữa anh nói đó là khi mà thấy là đợt sau á. Đợt sau á mà có đặt áo á thì đổi cho ảnh là cái tên là Nhọc Nhang, nhưng mà anh đổi thẳng qua cái tên Ngọc Lai luôn. Ngọc Lai. Thì nói Ngọc Lai là được rồi, miễn có like là được rồi. Anh có like TikTok, có like Facebook luôn nha. Nhưng mà giờ ai biết like nào? Mà anh tới hồi nào anh nói đi, giờ anh đốt đốt nha. Anh tới 13 phút. 13 phút mà nãy giờ không đốt nhang cho chú. Tại vì anh lo sửa cái đèn dưới nó bị tắt, nó bị nước vô mà anh cứ bật lên tắt, bật lên tắt mà anh đốt hoài đó. Đó, anh bật lên đốt lên tắt, đốt lên tắt mà cứ đốt hoài. À, anh nói kêu là đổ nước ra thay dầu mới thì vô cháy. Tắt nữa rồi kìa, cháy gì nữa? Tắt nữa là đúng rồi, tắt nữa là biết sao không? Bây giờ lấy tim ra. Anh lấy tim ra. Anh nè, để tim ra anh thay tim. Đây để em giải thích cho. Tắt nữa là đúng rồi, tại vì cái đèn nó hiện tại giờ là bị nước văng vô. Đó, còn cái mà anh đốt hồi nãy là nó riêng, nó khác. Giờ, anh đốt, anh đốt lên mà nó tắt á. Bây giờ chỉ chuột cây, bây giờ là chỉ chuột ba người không cháy, nó chỉ chuột cây. Sao không cháy? Đã cháy rồi. Ừ, là anh đốt là nó tắt. Tắt tắt rồi tắt biết là biết sao? Anh đang để ra mưa. Để tôi giải thích cho ông hiểu không nè. Hiểu chưa? Hồi nãy anh đốt lên tắt là tức là nó bị cái toàn là nước không à? Khi mà anh thay nước xong cái anh để dầu vô thì anh đốt lên nó cháy rồi đúng không? Nó cháy rồi mà anh để ra hồi kia thì tiếp tục bị nước văng vô, tắt tiếp. Rồi ok chưa? Hiểu chưa? Nó chứ không phải là vì ấy nữa, giờ anh để ra anh đốt lên đèn nữa nó tắt nữa, tại vì cái đèn nó bị nước văng vô rồi. Có ba cái đèn kia đâu bị đâu không? Có ba đèn nó đâu bị nước văng vô đâu. Đèn này đây mà nước văng vô tắt nữa. Tức lên chắc nó bị ấy rồi. Lúc 5 giờ gửi anh điện cho tí còn lâu nữa nè. Quên nó quậy cà phê lên hả? Còn đi đường dài mà dưới bữa nay trời mưa không? Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 16 tháng 8 năm 2023. Con tên 36 tuổi của con YouTube Duy Minh Vlog. Phát nén hương trình diễn phát triển phát hài thổ thần thổ mộ thổ địa đất đai nhân vật hoàng hoàn bổn cảnh nông thần hộ pháp thì bị trang hoa duyên bình dương, cũng như chức mộ nghệ sĩ ưu tú Duy Minh. Ông tên thật vợ văn ngoan có phúc danh tâm giác, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958 và mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 dương lịch, nhằm ngày 14 tháng 2 năm 2023 âm lịch năm Quý Mão tuổi 66 tuổi. Hôm nay Duy Minh sẽ thắp cái hương cho tất cả bà con cô bác và xa trong hầu để trở nên Duy Minh nhiều nắng như lòng, còn nguyện với chú được giảng sanh về miền cực lạc. Và Duy Minh cũng quên gian giái với tất cả hương linh ở đây được là nhung tựa vào ngôi mộ của chú linh là ông Võ Văn Ngoan, được thực hưởng hương khói ở đây để đời cùng nhau thương xót tham gia những pháp những diện xài chứng nhận dùm tấm đầu của Duy Minh. Trưa nay mấy anh em mình sẽ có một cái cuộc họp
khẩn cấp luôn. Xin chào cô chú anh chị nha. Em đó, là, nha. Hôm nay là xin khá thôi, tại vì hiện tại giờ cái nền nó vừa đắt mà vừa nước luôn đó chú chị, cho nên là Duy Minh xin khá. Ừ. Lại. Và hiện tại bây giờ là ở ngoài mưa quý cô chú chị ơi, không đi thắp hương xung quanh được quý cô chú chị. Nếu mà thắp hương xung quanh á thì nó cũng trời mưa thì cũng ướt thôi, cũng tắc à. Cho nên là không có thắp hương. Thì buổi sáng thì Duy Minh mua chẳng như ngày nào một ly cà phê sữa ha quý cô chú chị. Ừ. Đó, khán giả gọi nữa rồi đó. Khán giả gọi hỏi cô Năm nữa đó. Nữa không? Đó quý cô chú anh chị. Cái chung là cái câu chuyện của cô Năm hôm qua thật sự là mấy anh em mình không dám nhúng tay vào quý anh chị, không dám nói tiếng gì luôn. Nói chung là mình nói nhiều khi là nói mà không đúng với sẽ có nhiều khán giả người ta sẽ phạt lòng mà người ta sẽ nói này nói kia, cho nên là mấy anh em mình không dám nói gì hết quý chú anh chị ơi. Hôm nay là mấy anh em ơi, trưa nay giờ mình nói, anh nói trước nghe, trưa nay mình có cái anh em mình họp đang tí xíu, anh có cái chuyện rất là quan trọng luôn á. Tại biết sao không, hôm qua có sư cô đến đây nè, sư cô Đồng Nai thì ai cũng biết rồi chứ gì. Thì anh nghe cái câu chuyện của là sư. Nghe cái câu chuyện của sư kể về là cái ngôi chùa của mình. Anh thổi hết rồi, anh bây giờ anh thổi cửa luôn á. Thì mấy anh em mình hôm nào bữa nào mình họp mặt mình đi ra ngoài chùa của cô một bữa. Sư á, sư cô á, ở Đồng Nai á. Tại vì theo như anh biết á, là chùa của cô là nó cũng bị hư hại một cái một số, còn một số á, thì có nhiều cái vấn đề để là sửa chữa, có thể là mình ra mình thắp hương ở Phật ở ngoài đó rồi mình thăm sư cô rồi mình sẽ có một cái rất là bí mật, anh em mình sẽ cố gắng. Giờ chưa có chào bà con luôn. Vậy hả? Rồi anh chào bà con đi. Rồi anh á thì anh định là để cho tí nó chào bà con cái. Cô chú có xem trên đường like em thì nhớ đăng ký 15 mét Bình Dương và Duy Minh Vlog nha. Hello bà con nghe, chào bà con. Tại vì em like không có nhiều. Quên cái nón chưa không ấy. Em đổ nón vô là ướt sạch luôn nha. Đúng rồi. Anh em mình tới lúc đó anh Ngọc cũng sẽ ở lại đây. Anh tiếp. Anh không có đi, anh ở đây. Ai cho anh đi rồi anh đi. Mà cho anh đi anh có đó. Rồi chưa? Bây giờ anh em mình bàn trước đi, xong tới anh Niu chữ thấm nhang luôn hả? Rồi thì em cứ soạn đi, mình cứ nói chuyện có sao đâu. Khi nào mình ai em xong là anh kêu chưa đã bàn mà giờ anh bàn luôn á. Vậy là anh nói chỉ nói sơ sơ thôi, anh nói sơ sơ để thông báo là trưa nay mấy anh em mình bàn thôi. Nó có thể là mấy anh em mình hợp đợi coi ai với ai mà đi thăm sư cô cũng như là đến chùa của sư cô, coi chùa của sư cô có cái gì không, mình cũng nên làm hay không, và mình sẽ ra ngoài đó. Anh thì anh tính chưa, nhưng mà cũng có bà chị bà cũng nói thôi mình đi thì đi sớm đi. Cho nên là nói gợi ý tí xíu ha quý chú chị, cho mấy anh em đừng là trưa nay anh em nào cũng biết, đừng mình tập trung lại mình bàn công chuyện cho nó dễ. Bây giờ là có hai chồng tí thì mình nói với hai chồng tí trước, xong rồi chút xíu nữa sẽ nói với mấy anh em kia. Có thể là gọi điện thoại thông báo với anh Niu luôn, đừng cho hợp mặt lại quý chú chị ơi. Tại vì sư cô đó là sư cô phải nói là chính nghĩa, mà đặc biệt là rất là quý chú Du Linh luôn. Nó thật sự là cô đó là rất là quý chú Du Linh. Mỗi lần đi lên mộ của chú á thì đều mua hoa quả nè, rồi đặc biệt là nấu cơm chay ở nhà thỉnh thoảng.
và nhiều khi là phải đặt. Nói chung là có nấu nhà, có đặt luôn ha quý chú vậy, có sao thì Duy Minh nói vậy quý của chú vậy. Đó là cái tấm chân tình của cô sư cô Đồng Nai. Và hôm qua là Duy Minh cũng có gỡ giùm một cái người chị, đó là chị Liễu Phan, gửi cho sư cô là 3 triệu. Nhưng mà trong cái 3 triệu đó Duy Minh bỏ vô cái thông cái lá thư. Cái lá thư xong rồi Duy Minh mới đóng lại và trao cho cô, thì dặn cô không được mở ra quý cô chú anh chị, tại vì ở cái nơi đây là cái nơi là nghĩa trang, không phải là cho nên đối với cái người bình thường thì không sao, nhưng mà đối với cái người tu là người ta sẽ không có nhận tiền quý anh chị. Ví dụ như nhận tiền mà phải nhận quà như thế nào đó, chừng nào mà thân thuộc quá là mới nhận thôi, còn đặc biệt khán giả lạ lạ là gửi cho cô không nhận đâu, trừ khi là mấy anh em mình quen biết quý anh chị mà mình phải trao khéo nữa. Ôi nói gì đô, nói 20 ngàn đi anh. Nói đô sang dữ hả, ngày được 20-30 ngàn. ơi nói gì phải nói đúng nha, không có được nói thêm nó bớt nha, cái gì phải nói đúng. Cái nào mình không biết mình có thể hỏi chứ đừng có nói ấy nha. Rồi còn em thì anh khỏi giới thiệu. Khán giả cũng biết đó quý vị chuẩn bị sáng nay là tí chuột nó cúng cơm ba cái cúng khủng, anh cúng khủng ba đúng không? Ba hộp cơm nóng hổi luôn. Cái này giống em làm quá hay là em mua hả? Đó này anh đố gì mình nha. Rồi trước khi em cúng thì cho anh quay cái ha, cúng cho chưa cúng thì cho quay cái ha, gần gần lên cái. Bây giờ anh đố coi cái này là cái gì, hộp dịch hay là tàu hũ? Cái này hộp dịch chai, làm từ làm nguyên liệu về mà ra hộp dịch chai thì có gì đâu, bột màu đánh vô thôi anh. Bữa nay 16 má ơi, bữa nay 16 em, ngày Tây là 30. Cảm ơn nha. Rồi chào quý chú gì ơi, thì video đến đây buổi sáng thì 174 người ơi, cô chú anh chị em nào mà em xuống đây thì vô 171 người vô 15 hết nè, Duy Minh nè, Thiện Tiên nè, ủng hộ mấy anh em giùm em nha, tại vì rồi nói nhỏ tí xíu để dần tí nó cúng. Đâu quý chú vậy thì Duy Minh cũng nói nhỏ ra rồi, tại vì những anh em cúng thì mình nên nói nhỏ một tí. Bây giờ mấy anh em cúng xong rồi mình sẽ nói lớn với chú vậy. Thì hôm nay thì chị mình thấy chợ mưa, chợ mưa bông bông phập phồng, em đi lấy chồng bỏ mẹ với con. Phần của cái chú vậy thì video buổi sáng nay chị mình cũng xin kết thúc ha, và thông báo để lại cái việc cho mấy anh em chiều nay sẽ họp lại để cho lên kế hoạch là mình sẽ đi thăm sư cô Đồng Nai. Thấy sư cô có nhiều khán giả gọi với mình cũng rất là yêu quý sư cô luôn đó, nó quý cô chú anh chị và cũng muốn cúng dường cho cô. Và vì mình cũng muốn rất là muốn lâu rồi quý anh chị, nhưng mà chưa có đi được, nhưng mà vì mình hứa là sẽ làm sẽ đi, nhưng mà thôi có người chị nói vậy thôi, vì mình cũng muốn mấy anh em đi chung luôn cho nó ấy hết quý anh chị, cho nên là mấy anh em rủ mấy anh em ekip thôi, có ai đi không quý cô chú anh chị. Bà con cô bác xem hết video buổi sáng nay thì có thể là để lại những comment ý kiến bình luận ha. Còn cái câu chuyện của cô Năm với cái em Tèo á thì cũng có rất nhiều người điện thoại nói với em, kể cả những cái anh mà chơi chung với em Tèo này ngày trước á quý cô chú chị, thì em Tèo này cũng phốt luôn đó, cũng phốt mấy anh đó luôn, nhưng mà mấy anh đó giờ không cũng nóng lắm, nhưng mà định ấy, nhưng mà nói với em gọi điện thoại nói cho em, nhưng mà em cũng khuyên đó quý anh chị, thôi anh em từng là chơi chung với nhau mà lỡ như mình lên mà có cái gì thì khán giả sẽ cười, thôi cũng khuyên mấy anh em đó
và những anh em đó cũng suy nghĩ như vậy quý cô chú anh chị, cho nên là mấy anh em đó không có nói tới ha quý cô chú anh chị, là bà con cô bác là hiểu rồi, mong bà con cô bác xem để lại bình luận. Còn hôm qua cái cô Năm á với em Tèo á thì em nghĩ á là cô Năm con cái là sai ở cái chỗ là là lớn tiếng, có những cái từ nó không hay, cho nên là rút kinh nghiệm lại đó. Cái gì mình nói từ từ quý chú chị, cái gì mình phải có cái sự mà nhã nhặn tí, là cái đó là bởi vì hôm trước với mình nói là cả đời học không được chữ nhẫn là gì quý chú chị, cả đời luôn đó, ai học được chữ nhẫn người đó thành công đó quý chú chị. Còn quý chú chị ơi thì mấy anh em cũng thỉnh năm chú bò xuống luôn ha quý chú chị. Ồ, như mình cũng không hay luôn á. Máng vô xe. Không hay đâu, đứng cái bờ không hay luôn. Còn nên nằm chú voi được thỉnh xuống ha. Máng vô xe đó. Mà đặc biệt con cái là nằm chú voi này sẽ đưa đâu nè? Đưa về nhà anh à? Đưa về nhà anh. Đưa nhà anh hả? Đưa nhà anh giờ thấy nhiều đồ lắm không? Nhiều đồ lắm á, còn 8 cái dù hả? 8 cái dù của chị Vivi Trần nè. Bao nhiêu anh Ngọc cũng giữ được mà. Giữ hả? Rồi, giữ. Anh có giữ mà phụ nữ không anh? Giữ. Giữ luôn hả? Giữ luôn. Thôi không, giữ phụ nữ luôn quý chú chị ơi. Giữ luôn. Gì vậy? À, anh là đưa chị Nhi về luôn hả? Vậy. Đấy, chị Nhi. Chị Nhi, chị nghe anh Ngọc nói gì không? Nếu mà chị Nhi chịu là anh Ngọc đưa về luôn, giữ luôn. Vụ này hơi căng nha anh. Hôm qua anh quên cái lúc mà chụp hình anh đâu có thấy nón vàng với chị Nhi phải không? Không. Trời ơi cái cảnh đó còn dữ. Ồ vụ này là căng hả? À, gì được cũng mừng đi. À, quý cô chú anh chị ơi. À, bữa nay về dọn mấy mấy anh này sau nay lạ lùng á chị. Lạ lùng nha. À, quý cô chú anh chị. Thôi vậy mình cũng xin kết thúc video ha quý cô chú anh chị. Nãy giờ mình không biết cho nên là mình kết thúc trước luôn. Đó. Mong bà con yêu quý để lại cái comment bình luận ha quý cô chú anh chị. Chị mình nói thật sự luôn đó. À, bây giờ thì dì mình không nói nhiều nữa. Bây giờ dì mình xin chào bà con, hẹn bà con là một cái video tiếp theo. Nếu bà con cô bác yêu quý dì mình thì cho dì mình một like, một đăng ký ủng hộ kênh ha quý cô chú anh chị. Xin chào và tạm biệt bà con ạ.